nó ở nhà nó căng chân nó không chết, trời ơi. Nếu tôi đồng ý căn nhà đó, nhà nó căn nhà cho tôi chắc nó không chết đâu, trời ơi. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Càng Tay Dòng Tiền nha. Thì hôm nay Càng Tay Dòng Tiền sẽ quay một cuộc hành trình của mấy anh em trong họ đạo Cầu Quao và mấy anh em đậu tì Tân Hiệp, đậu tì Dòng Tiền. Thì sáng nay thì chúng tôi làm một cuộc từ thiện về đưa linh cữu của hai anh em là Đặng Văn Gấm 35 tuổi và Đặng Văn Thắng 25 tuổi thì làm ở công ty Bến Cát Bình Dương các bạn ơi. Trong khi làm thì sự cố về xe cuốc gãy cần, thì ở trong cái thùng có tới 6 người, 3 người chết tại chỗ rồi 3 người bị thương nặng rồi đưa đi cấp cứu, hiện giờ là 3 người kia là chưa biết ra sao. Thì trong 3 người chết thì có anh em cuộc là anh Gấm với anh Thắng trong một cái gia đình ở Thị Liễu và Quao các bạn. Nói chung là sự ra đi có hai người thì là một cái niềm mất mát đau thương lớn đối với bà mẹ ở dưới quê, thì gia đình rất là nghèo các bạn. Thì bây giờ mình mời tất cả các bạn hãy theo chân anh em của chúng tôi đi chuẩn bị làm việc với anh em đây, xem cảnh đám tang ở đây như thế nào nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay một cuộc hành trình của mấy anh em ở trong ngày đầu tiên. Bây giờ chúng ta tiến hành xuất phát các bạn ơi. Đầu thì cùng nhau đi khiêng hai chiếc quan tài đi luôn rồi các bạn ơi. Quá trời đầu thì
Đợi ngoài sợ. Nghe xa xa là nghe tiếng khóc rồi các bạn ơi. Đây tới đám rồi nha các bạn. Trung. Trung ơi. Dạ. Béo.